Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xem bói tháng riêng, con giáp nào may mắn hết sức, đầu năm đã được quý nhân trợ mệnh. Đầu năm đã có quý nhân thì còn gì may mắn hơn? Bốn con giáp sau chính là những người may mắn đó khi mà xem bói tháng riêng năm Mậu Tuất 2018. Tuổi Sửu. Trong tháng đầu năm mới Mậu Tuất này, tử vi phương Đông cho thấy người tuổi Sửu được quý nhân nâng đỡ khá nhiều trong vận trình công danh sự nghiệp. Tuy vận trình vẫn còn nhiều tiềm tàng biến động, nhưng nhờ có sự xuất hiện của quý nhân mà mọi chuyện cũng đỡ đi phần nào hung hiểm, cuối cùng có thể kết thúc trong vui mừng. Kỳ thực, bản mệnh đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, lên kế hoạch chu đáo cho các công việc sắp tới nên không mấy áp lực, càng có khả năng để phát huy sự sáng tạo của mình, nâng cao hiệu suất công việc, có năng lực lại có thành tích, thêm sự hỗ trợ của quý nhân, những chú trâu sẵn sàng tiến bước lên đỉnh cao mới trong năm 2018 này. Tuổi Thìn. Năm 2018 khởi đầu bằng những điều may mắn và thuận lợi cho người tuổi Thìn trong vận trình sự nghiệp. Đầu tháng riêng này là lúc vận thế lên cao, không có quá nhiều áp lực và khó khăn cản trở con đường tiến bước của những chú rồng. Bản mệnh có thể mắc phải một số sai lầm do không khí hội hè đầu năm khiến cho con giáp này có phần xao nhãng trong công việc. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà cuối cùng mọi việc vẫn êm xuôi, gặp hung mà hóa cát. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho những chú rồng. Nếu không muốn sự nghiệp sa sút thì nên cẩn trọng nhiều hơn, cẩn tắc vô áy náy. Tuổi Ngọ. Tử vi phương Đông báo hiệu vận trình tháng đầu năm Mậu Tuất của người tuổi Ngọ khá tốt. Xem bói tháng riêng thấy rằng quý nhân đang ở bên trợ giúp con giáp này rất nhiều, nhờ thế mà mọi sự đều được suôn sẻ thuận lợi. Bản mệnh có năng lực, lại được quý nhân mang may mắn về giúp sức nên mưu sự dễ thành, công việc gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, hứa hẹn mang tới những thành công mới trên con đường sự nghiệp của những chú ngựa. Việc lớn việc nhỏ đều giành được kết quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Có lẽ những chú ngựa chẳng thích hợp ở yên một chỗ nên càng năng động thì lại càng gặt hái được nhiều thành công. Tuy có vất vả nhiều nhưng khó khăn thì chắc chắn phần thưởng mang lại sẽ giúp bạn xua tan mệt mỏi, có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trong tương lai. Thêm nữa, đường tình duyên của con giáp này cũng đang được quý nhân nâng đỡ. Quý nhân chính là người chỉ lối dẫn đường cho người tuổi Ngọ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, thoát khỏi kiếp độc thân, không có người ở bên sẻ chia vui buồn sớm tối. Hãy nắm chắc cơ hội của mình cũng như nắm chắc tay người ấy, đừng để dễ dàng buông tay nhau ra vì những khó khăn. Bởi tìm được nhau giữa bao la đất trời cũng là hàng ngàn con người là điều vô cùng quý giá, là nhân duyên mà không phải ai cũng may mắn có được. Tuổi Tuất. Theo tử vi tháng 10 của 12 con giáp, người tuổi Tuất đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp nhờ sự nâng đỡ của quý nhân. Những khó khăn phía trước đều được quý nhân hóa giải. Bản mệnh sẵn sàng phát huy được năng lực cá nhân và giành lấy những thành công xứng đáng với nỗ lực của mình. Cùng với bước phát triển trong sự nghiệp là sự tăng tiến trong vận trình tài lộc. Nhờ có quý nhân nên tiền bạc trong túi con giáp này cũng dư dôi hơn nhiều. Xem bói tháng riêng, tháng đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018 cho thấy những chú chó năm mới tiền bạc dư dôi, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính khi mà tiền hết rồi lại có. Sởi lời trời cho, mà bo bo thì trời giữ lại. Con giáp này vốn hào phóng với bạn bè, người thân nên tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt. Đôi khi chính những người đó lại trở thành quý nhân, trao cho con giáp này thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền mà không phải ai cũng may mắn có được. Nhờ vậy mà tài lộc dồi dào, hứa hẹn một năm mới bội thu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.